Chào mừng các bạn đang đến với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức Trần Giang tự chọn vai nữ chính trong Taxi Em Tên Gì. Mời các bạn cùng theo dõi. Cô gái đó phải biết lái xe, xinh đẹp và có duyên diễn hài, và chắc chắn phải trẻ hơn Trần Giang. Danh hài Trần Giang chia sẻ. Chiều ngày 1 tháng 11 2015 vừa qua, sự kiện họp báo công bố dự án phim điện ảnh mới mang tên Taxi Em Tên Gì. Ekip làm phim bao gồm nam diễn viên chính Trần Giang, đạo diễn tác giả kịch bản Đỗ Đức Thịnh, nhà sản xuất Thanh Thúy, nhà đồng sản xuất Võ Quang Vũ đã chia sẻ nhiều bất ngờ thú vị về món quà đặc biệt này, dự kiến ra mắt dịp quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3 năm 2016. Bộ phim là hành trình đầy hài hước của anh chàng Thượng Phong, một tiến sĩ khoa học đảng trí chuyên nghiên cứu về bò sát và cô nàng tài xế taxi cá tính tên Bình Chi. Họ gặp nhau do Thượng Phong bị lỡ chuyến bay từ Sài Gòn về Đà Lạt, buộc phải bắt taxi lên tận xứ hoa cho kịp giờ cầu hôn bạn gái Linh Linh. Trên đường đi, họ gặp biết bao chuyện dở khóc dở cười, thậm chí phải tấp vào nhà nghỉ của một cặp vợ chồng kỳ quặc. Diễn viên Chí Tài thủ vai, cầu hôn bất thành lại tự dưng đứng giữa hai người phụ nữ. Chuyện gì sẽ xảy đến với Thượng Phong, Bình Chi và Linh Linh? Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh cho biết, anh chưa nhắm được ai thủ vai nữ chính Bình Chi nên đã trao lại nhiệm vụ đó cho nam diễn viên chính Trường Giang. Rất nhiều cái tên được đưa ra, nhưng Trường Giang vẫn chưa quyết định ai sẽ là người đồng hành với mình trong suốt 90 phút của Taxi Em Tên Gì. Anh chỉ tiết lộ tiêu chí, cô gái đó phải biết lái xe, xinh đẹp và có duyên diễn hài, và chắc chắn phải trẻ hơn Trường Giang. Đồng thời, Trường Giang cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng anh không diễn hài nhảm, không muốn xuất hiện trong một bộ phim mà khán giả cười rồi ra khỏi rạp là quên hết. Vai diễn Thượng Phong cũng là một thử thách với anh. Chưa bao giờ anh phải tấu hài suốt 90 phút chỉ với một cô gái. Trong một bối cảnh nhỏ hẹp trên taxi, Trường Giang muốn khán giả cười sảng khoái suốt phim, nhưng sau đó vẫn nhớ mãi những khoảnh khắc và câu chuyện đầy ý nghĩa. Taxi Em Tên Gì là dự án thứ 3 của hãng phim Thiên Phúc sau Maya ra rạp cuối tháng 4 2015 và Già Hân, Mỹ Nhân và Găng Tơ chuẩn bị khởi chiếu tháng 12 năm 2015. Đây cũng là dự án mở màn năm 2016. Diễn viên Trường Giang không chỉ đóng vai nam chính trong phim mà công ty riêng của anh cùng anh trai Võ Quang Vũ. Trường Giang Communication còn lần đầu tiên hợp tác trong vai trò sản xuất, khẳng định mối quan hệ ngày càng chặt chẽ ở cả công việc lẫn cuộc sống với gia đình. Taxi Em Tên Gì bắt đầu bấm máy vào cuối tháng 12, ngay thời điểm Già Gân, Mỹ Nhân và Găng Tơ ra mắt khán giả. Bộ phim hài tình cảm này dự kiến khởi chiếu ngày 4 tháng 3 năm 2015 như một món quà dành cho phái đẹp trong ngày quốc tế phụ nữ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.